ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី5ចាអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនទី2របស់យើង Unit 2 The Rainy Season ចាអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនច្ងៃអង្គារយើងបានរៀន Unit 1 Today's Weather អញ្ចឹងយើងបានរៀនអំពីអាកាសធាតុអញ្ចឹងអាកាសធាតុរបស់យើងកាលពីមេរៀនទី1យើងមានប្រមាណ You mean pram pi cha, you mean pi sky, bright, windy, sunny, and cloudy. Cha, you mean pram pi chung. Anh em sẽ không thả lúc này bóng bóng nào tại trăm bị từng pram nâng bữa ấy vì chết vì tiện tôn chung mùi nâng ác cá thiền chẳng dương pra vì chết bị trăm tháng ngày đại chả hãy đưa lại tháng ngày đi dương nâng bằng to mê riêng tí pí dương âm pí rồi đau phliêng chả chẳng rồi đau phliêng kìm dương ban dương riêng bị ở vầy khá tí tí dương nâng chô chung mùi khỉ chả OK, đời lại chúng nói tìm mối kênh dạy ông bí vocabulary dạy ông bí bịa việc sạm dẫn nhầm nâng cật chún thà khăn ông mê điên tì bí nhưng miên bị cái khả chẳng bớt xin chìa lúc nè miên sửa pháo viên nào khăn ông tùm bố tìm mà rồi đập rằm bấy như miên bìa rain drizzle chẳng mời chụp bà hát why phơ đất sợ đất Whining and bị chân cài bây giờ cứ rainbow xong cắt sạch máy ấy xuống mơn tí OK. Nói đời lại khi nào mình đi dương miền tây buôn pịa, chả gì ông pí rồi đau phiền kem miền ở vây khla. Chẳng dương miền tây buôn pịa nâng tế. So we have four words in unit 2. I talk about the rainy season. Chả. Chẳng nói khi nào đau phiền bởi dương cái miền buôn pịa. Chà, hai lúc này bạn khơi hai nơi lời cả đá khiến bằng tay những khi mà tuần bỏ bài chung tế đổi sọc mùi đoàn chẳng cứ dương tay anh ta mơ rụp hiệp bộ ấy, nhưng cơ tha rụp hiệp vì chùm nuôi đo lúc này bằng ôn ở dô khăn nông phía xa khám mày chẳng nhằm bỏ chọn bỏ bài phía xa khám mày chung tế bằng tay bạn xin chỉ rụp hiệp khai phổ bại dô nhằm nâng bỏ bài chung chà chà, nó khăn nông chìm nổi tìm mối kênh dây tha look at the pictures listen and repeat chà, chẳng đôi mê riêng môn đá cứ ôi dương mơ từ lời rụp hiếp đáp hay nâng tha tạm chả chẳng nhưng mà tuần bằng hai rụp hiếp tế bởi xin chỉ lúc này bong bóng cột hai nhằm nâng an chùn so write it down in your notebook if you ready I will read for you ok chả chẳng bạn cột chôn hai đến nào chả bà cọt chôn hai xôm sạp so please listen to me nhìn lần an chún rain drizzle lightning rainbow ok chẳng nhóm xôm an chún mà đón tiết rain drizzle lightning rainbow ok chàng chẳng bắt đầu bị bàn sạm nhưng khi nhóm an hơi so this time please repeat after me xong tha tam nhưng khi nhóm ok rain drizzle lightning
Rainbow. Okay, good job everyone. Chà, ơn các bạn rất là sắp các chú rùm tha tam niên khiom. Chẳng, lo ní, bật tôi bị tha tam hơi, xong lòng niệm bóng bồn, ăn được luôn anh. Nhâm nâng chừng all chùn. So, this time you will read by yourself. Are you ready? Okay, 1, 2, 3. Excellent. Okay, chẳng bật tôi bị bàn ăn hơi, cơ đôi chế bàn sạp niên khiom ăn chùm nôn bị đong hơi. Nhưng khi chúng ta lúc này bóng bóng bán ách an vì bán đời khuôn ái bật tỏa bì dương riêng bê riêng đi. Chẳng, ở đó đấy nhằm đang bằng hai chi rụp hiếp. Chà, nhằm sẽ không tha lúc này bóng bóng mơ rụp hiếp này dốt. Nhằm đang bì dìm. Ok, bị tìm môi bà dương cứ bị ấy kế. Rain. Rain. Chà, dân khởi hai mà được mình xoay nếu có công bông tá nó khó mấy kế chả rain chẳng khởi cái kế để đầm lạ tật ấy kế chả ok, cả nà để dân pra chạt pra áo phliên cứ nợ bê ná chả cứ bê miên ok, không thể nhớ bịa bằng tô bà dân cứ drizzle, drizzle. Chà, drizzle nên cứ viết tịch chương pliêng. Sorry, tịch chương bị rain. Rain cứ miên đầm nọ tật màu tràn. Thế drizzle cứ cái hào tha bị bay đầm nọ tịch tịch màu. Nhưng cái hào bị thá drizzle. Ok, vô là lực niệm bóng phổn. Chà, sẽ không ta lực niệm bóng phổn. Vô là bị mùi lần. Ok, rút hiệp bằng tốt. Trên khuôn hai lần nữa. Chà. Lightning. Lightning. Ok. Nên kìm bên xâm đạo lửa khí nè nè. Kìm xâm đạo lửa mới nè. Lightning. Ok. Dô. Không thật lực nè bằng phụ ôn dô tự ngọt khí nè bộ ấy. Rút nè ạ bà bạn mơ tế. Nên cứ. Lightning. Ok. Bị chẳng khói. Nên nà nà cà chô chật đá. Cứ bị. Rainbow. Rainbow. Okay, do you like rainbow? It's colorful. Chà, chẳng cứ bôi tràn. Cả nà đà, ở bộ tốt bị phliêng hái. Bị khai vì miên chanh rainbow, bị khai có ọt miên chanh đà. Nên kì hào thá, rainbow. Chà, chẳng mời vô tụng ác ní nè. Chà, ác con tràn, chẳng bộ tốt bị dược bàn mơ rụp hiệu hai nhằm sự không tha lượng niệm bóng phá ôn dô lực nông ạc tầng này phía xa khả mại chẳng nếu khi nhóm ạc bọc bài chùn tế tha biệt thường ổn nô kê bài thai giảng mệnh đối xa ấy nhằm bàn dô rụp hiệu mô chùm nùi chà ok, bà xanh chị ạc tuôn tế vì miên nó khả nông tục bộ tì mở rôi bàm bấy sorry, mở rôi đập bàm bấy vì miên nó khả nông nâng chẳng mỗi ní cứ chia rụp cái hạ tha rụp chị s bà ta rụt để nhóm lực mỏng bày máy như khi chưa rụt tất cả ta. Chẳng bà xin chìa mơ ảnh vô rụt tất cả ta này ai mơ nó khó nóng xếp học bà dương bàn cứ nơi tầm bộ mà rụt đập làm bày. Chẳng chẳng môn dương bình chọc ế vocabulary bà dương xong đồng nghiệp bóng phụ ôn am đoán tiết. So please you read by yourself. I will point for you. Ok. Are you ready? 1, 2, 3. Ok, good job. Hãy nhầm sự khâm tha lực niệm bóng phá ôn. Anh bán trao dựng ác này của anh. Nhưng mà nó chết bằng tay nhầm chư chị tha lực niệm bóng phá ôn anh ăn bán. Ok, chẳng mê đến bởi dưỡng cứ châm lệch A bởi dưỡng cứ miên tạp bằng nắng. Hay dưỡng chỗ đó châm lệch B, spelling. Chà, nhầm xuống lục A tránh. Châm lệch B bởi dưỡng cứ spelling. Chà, spelling những bạn riêng được hai cái chữ ấy kế. Chà, cái chữ ca bà góp tụ ở biển này mùi như mùi, ôi tớ kê. Chẳng, nó khả năng, chúm đoạn bì ní, nó khả năng sắp hỏi cái bạn này dễ tha. Spell each word in the box with your partner. Chà, cái ôi bà góp biển này mùi như mùi. Để biển này dân riêng là bánh bánh nhẹ, biển tiếng buồn ní. Chúm mùi nâng đai cụ bằng lục nẹ bóng phá ồn. Chà, chẳng, ở lâu ní lục nẹ bóng phá ồn miền đai cụ át. Chà, bởi xin chỉ lúc nhẹ miễn xong ở riêng spell
biết đi mui đi mui ở khi tập vinh tập mỏ. Bạn ta bớt sân chị ăn miên tế nó bê nế xong spa cho mùi nâng niên khi chà, niên khi nhóm cho tí ní đập bay nâng chui lực nè bóng bóng tự ngạc nè bà có bìa chà. Ok, chăng đập bay ở dương ok bà có bìa ở dương bàn ta dương cua nì dây bìa ở quay khăn ông bì xa ông lì chà. Ok, good job, cứ dương bà bìa. Please. Chang say spell talk. Please spell the word. Okay, the word again. Okay, chang can add a year again. Yay, clear muni high. The young chly top to muni gate bab yang na wing. Yes, very good. Young chly tat. Can I get a young spell bit rain? Young turn yay bit rain. Hypercop bit rain mouth. Chẳng rain I spell O A I N cứ chỉ ca hao tua xo mà đoàn mùi chùn kì nâng kì hao tha được biết bà cọp ở xo biết đôi chứ không ai đã ở khó khăn đi cho mùi nâng phía xa không ai tì chẳng chẳng bà cọp bì dương ban đăng hai tha kì su dẫn mấy kì chơi dẫn mấy ok cứ nào tì nì. Chẳng lúc này bọn bọn mơ cầm rùi hai. Hãy chịu xe nó complete. Buôn bìa. Ok. Try to remember four words. Chẳng phía nhiêm chạm từng buôn bìa ní. Hai dương đừng bật cọp đôi mạnh bạch mơ. Tu và so rưu có bìa nó không xếp hào nâng tì. Chẳng ok. Nhưng mà lâu nhìn ôi bên bật hai muôn đi tí. Mơ buôn bìa ní. Chả dân riêng bà gọp rain I spell R-A-I-N drizzle I spell D-O-I-Z-Z-L-E. Ok, dân riêng bà gọp đẹp nhưng mà chả, hai đứa nào. Ok bà xin chị hai hai đôi dân thua rõ đòn chẳng cứ nếu khi nhóm nâng nị dây clear môi ní hai lần đẹp bóng bóng nâng bà gọp bị ní môi chú nên khi nhóm. Chà, tuần tế. Ok, nhưng công phê khai nhưng tụi bây spell khóc có ạch bánh hạt đàn. Ôi tái, dương bán spell. Chẳng bất xin chị ạch đăng thầy. Ồ, ở biệt, ồ thơ thà, rain. Nhâm cực thà sẽ xê O-I-A-N. Bạn tái bất xin chị dương ạch đi dì ok lư. Mật phía đưa cả đại cụ bằng lụng nẹ bằng bốn tế. Kì ạch đăng thầy dương đứng sẽ xê trào ạch tế. Bạn tái bất dương sẽ xê bạp nước cư mình này thá. Khó, mẹ nát. Nị rên bây giờ cần xảy bẹp này. Bây giờ bây giờ bây giờ bẹp này. Hai dương nó tới cơ thả bẹp mùi này trầm trào. Chẳng cứ dương khó là hồn. Ất ai sẽ xảy bẹp rên nâng bàn tỷ. Bạn ta bật sân chỉ dương spell tao. Ok, nhưng cơ thả bẹp này trào R-I-A-N. Bạn ta bây giờ kê ở dương please spell the word rain. Hai dương bây giờ bẹp này. Ok, đăng này. Cái thả ồ, bởi xin thì dương khóc cái chui cài. Bạn ta bởi xin thì dương ạp rạp. Bởi xin thì dương ạp rạp với kê tế kẻ đang thì dương khóc trở tế. Chẳng, xôm chi dìm rạp ở biển ni mùi ni mùi. Khóc cả đôi trở cả đôi. Chẳng, bởi xin thì dương nâu tại ai ạ đang thật luôn anh khóc trở. Chẳng, đối nhầm xe chẳng. Rain I spell O-A-I-N. Chà, chẳng dương spell hay dương xe đã không dịp hầu. Hai bộ tập sẽ đặt trong dịp hậu hai lượng niệm bằng bốn dùng một chai chỉ mùi nâng pịa nó trong dịp hậu bao dương cọ bán đưa cọ pịa để nhân nhóm cọt cọ bàn chả chẳng khơi thả khâu được trâu hời. Ok tìm khuôn hai đèn nấu. Are you ready chả ok nhóm xuống băng pịa từng ngọt ní khơi nhát chả sẽ không tạo khơi như thế hay công mơ dịp hậu. Okay, but if how, please close your book or notebook. So, but we think, okay. Please spell the word rain. Your turn. Okay, good job, everyone. Please spell the word drizzle. Okay.
Okay, excellent. Please spell the word lightning. Your turn. Very good, everyone. The last word is please spell the word rainbow. Your turn. Okay, very good. Chà, ở con trai lúc này bông phố ổn. Nhưng sự khâm thật lúc này bông phố ổn tại bà có bị nè mùi bán dân trăm tráo hay nâng là ổn mình tên. Chà, chẳng, ca bà có bị nè mùi cứ ca bà có bị cứ chỉ hào, cứ chỉ ca hào bị mà đo mùi tù ở xò, mà đo mùi tù ở xò. Chà, ok. Chẳng một nâng dân mình chọc chùm lệch bí, dân đừng ăn bị nè lần vến. Okay, giờ nên bật cao pin đi mui cho mui nâng niên khi nhóm. Chà. Rain, I spell R-A-I-N. Rain. Drizzles, I spell D-R-I-Z-Z-L-E. Drizzle. Lightning, I spell L-I-T-A-T-N-I-N-G. Lightning. Rainbow, I spell R-A-I-N-B-O-W. Rainbow. Okay, chẳng nhân sự không thay lực liệu bóng phố nơi tại ai ăn bị ni mùi bán hay chỉ sẽ nốt cứ chỉ ca bạc cọp. Đội nhóm ban trong điểm chẳng nhìn đàn đá cứ chi yên bạc cọp bị ni mùi bữa ấy. Bởi xin chỉ dương ọt đăng thay dương khó được trâu tếp. Bởi xin chỉ dương kết hạ bị ni dương sự xe tráo cứ mình này thay. Bởi dương sẽ xe trăm trâu tam ở phía sau ăn lấy cứ ở bài nhà tìm bật đá bởi xin dương sẽ xe khó hay như kết thạc luôn anh trâu nâng tập chỉ bài nhà. Ok, chả ác con trán ở lâu chùm lệch bì bởi dương nhâm xong xong là mặt thá chọc tạp bản nâng chẳng nhâm sẽ khơm tha buôn bí nâu tài tròn chàm bụ ấy dương nâu tài bản tó ra viên hộ nâu chùm lệch bản tọp tiền chả chẳng nhâm xong lộp chùm lệch B spelling bởi dưới cứ chọc tay bản năng. Bởi dân miên bè tầm nế xong chi dìm ạ đồ vật phía xa ông lê ná. Cùng khả mạc công yên. Ok, là đó chùm nói C conversation. Chang conversation we know tầm bộ tìm bởi đọc bằng buôn. So you can see it in page 119. Chang, the like nông chùm lệch xì nâng cư miễn phí. Chùm lệch tìm mối kênh dì tha listen to your teacher and repeat. Xôm sạp hai tha tạm. Chang nhâm xôm gọt ở conversation chỗ. Bởi xin chì lùng nghiệp biên sạp hảo xôm gọt tam sĩ phao má bầm miễn thế xong gọi tam nhìn khả nhóm. Hi Navi. Where are you going? Hi son, I'm going to farm. Who is working there? My father is planting vegetables.
What season does he like planting vegetables? What season does he like? Planting vegetables. He likes planting vegetables at the early rainy season. He likes this, right? He likes planting vegetables early rainy season. What happened in the rainy season? Phật ở đây rồi. Xong sẽ mau ta chỉ sai phó của ấy Phật ở đây cả tôi mang bị chung. What happened in the rainy season? What happens in the rainy season? Chà, chị sẽ nhầm xong xe một kháng cầm tích mất hơi nhát. Chà. The rainy season makes the vegetable grow. The rainy season makes the vegetables mà khơi nhạt thế. Chà, không ta lúc này một ôn mưa vô từng ốc nế bộ ấy đang chưa là nhầm xe đang thông tất. Ok, nó khăn ông conversation bởi dương kỳ dương miên pi nế dương miên Navi and San. Chánh San mà nó. Chà, Navi and San. Navi is a girl and San is a boy. Chẳng dương một tàng tặng ở khí. Boy and girl. Xong xem long video không xếp hàng mà. So please write it down in your notebook so that you can read in next time. Chà, xong xong cắt cho không xếp hàng mà. Chà, xem long video hay dân tục mơ bê kào rồi ná. Đã bê dân miên bê tùm nê. Rồi có tùm nê bị ca sắc xa, bị ca nghe tiếc dân anh an bàn. Chẳng hai được nữa. Chẳng bởi xin chị hai được còn mình tuân hai. Nhưng nhầm xong an hay nạp bộ ấy dừng miễn phê lý tràn chẳng. Bởi xin chị lúc này trong cót. Bởi xin chị ăn miễn dịp hào tế. Đã bê chọc video lúc này bọc ôn play viêm đoàn tiền má. Đã kênh trong nội ní. Xong bên chọc vía xong dừng chọc stop tớ. Hãy dừng chùm lòng cho không dịp hào mà. Ok, chẳng tìm khuôn hai đợt nào.
chạy chăng xôm ở đập nên khi nhom an sẵn hay bắt đầu má chăm ở tha tam nên khi nhom chạy chăng tìm khuôn đáp ok nhom đang an chún hi Navi, where are you going? Hi son, I'm going to farm. Who is working there? My father is planting vegetables. What season does he like planting vegetables? He likes planting vegetables early rainy season. Chà, rainy bởi nhóm cứ phlịch vài. Chà, rainy season. What happens in the rainy season? The rainy season makes the vegetables grow. Chà, chẳng phụ tập bình sạm nhìn khi ông ăn mà đoàn hơi. Nhìn khi ông đừng ăn chung mà đoàn tiết. So please listen again. I will read for you. Hi Navi, where are you going? Hi son, I'm going to farm. Who is working there? My father is planting vegetables. What season does he like planting vegetables? He likes planting vegetables early rainy season. What happens in the rainy season? The rainy season makes the vegetables grow. Okay. Chẳng bắt đầu bị bạn sạp như khi nhóm hơi. Không thả lực lượng bóng phụ ơn dù khá khá thả. Nóng conversation mới nít khi này dùng bị vậy kì. Chẳng chẳng. Nhóm ăn chung bị đơn hơi. Lớn nít xôm. Tha tam nên khiom so this time please repeat after me. Cha. Okay. 1 2 3. Hi Navi. Where are you going? Hi San. I'm going to farm. Who is working there? My father is planting vegetables. What season does he like planting vegetables? He likes planting vegetables early rainy season. What happens in the rainy season? The rainy season makes the vegetables grow. Chà, chẳng ở con trai lúc này bóng bóng xin mạp ca chô rùm an tam niên khí nhóm. Ở lần này dễ được đào phê. Đào phê kê tới đó. Ok, đọc bế ảnh vụt ca xoắn tình này chẳng chẳng. Nhưng ở đời sống mỗi đoàn chẳng. Nhóm thua chỉ boy, lúc này bóng bóng thua chỉ girl. Hay bởi tuổi mối như nâng plạp đồ khả nì. Đời lúc này bóng bóng thua chỉ girl. Hay nâng khiêm thua chỉ boy mà đoàn. Chẳng, sự khâm tháp phía tượng ổn ní. Lúc này bóng bóng ảnh an bàn. Chẳng xin khuôn hay đời nào. So, let's practice together. I am a boy, you are a girl. Ok, 1, 2, 3. Hi Navi, where are you going? Your turn. Who is working there? What season does he like planting vegetables? What happens in the rainy season? Okay, chàng chẳng, ở con trán. Good job everyone. Bộ tôi bị dân bàn an hai. Lâu ní dân đứng, plak đô khí niệm đồng. So, we will speak. You are a boy, I am a girl. Okay, 1, 2, 3. Hi son, I'm going to farm. My father is
planting vegetables. He likes planting vegetables early rainy season. The rainy season makes the vegetables grow. Chà, chẳng bắt đầu bị dương bàn ăn chọc hơi nhưng sẽ không thà lúc nợ bóng phốn dô cần tìm trở lên thà xong tình yêu mới kê đi dễ ổng bìa vậy. Chà, chẳng bị đừng lại bị nó không conversation này anh biết bị ấy thầm mấy được có mò bì nà thế cứ sẽ tập bị dương riêng rùi hơi tăng bì chapter 1 tăng bì chấm phúc tì môi hốt đó chấm phúc tì bà môi nâng cứ anh biết bị thầm mấy thế sẽ tập bị riêng rùi hơi. Ok, chẳng bắt đầu bị bàn ăn hay ở lần này nhóm xong mọi lần này bông bông ăn được khuôn án chà tiếng ơ chà đầm mây ăn được vượt ca ca ăn chẳng nhóm xong mọi lần này ăn ôi lưu lưu công ăn không chật chà chẳng bởi ăn không chật ở đăng thác khó được trâu tì hay ở đăng thác cả bên trên xung lên khó được trâu đà chẳng ăn không chật cơ thác trâu là hồn ở miền nà lưu ở miền nà ấy tăng cơ thác khuôn án trâu chẳng PM a bên trên xong lê ná. Ok, chẳng nhâm nâng chẳng ăn chú lượng để bóng phá ổn hay lượng để bóng phá ổn đừng ăn. So, are you ready? 2, 3. Okay, very good everyone. Chà một tập bị ban an từng ở hai. Ở lần này đồng bay ở lần này bóng ôn can tài vô ông pi san tên em muốn đi thay kia này ông pi vậy. So we I will translate for you. Chà nhầm nâng bỏ bài chú lúc này bóng ôn. Chà chẳng bà xin tên lúc này bóng ôn trong cơ tra chùm nam thay tên năng kia bỏ bài vậy. Ai cơ tra bán hay nâng khiêm nâng bỏ bài chú. Chà nâng khiêm nâng bỏ bài mà đông mùi clear. Okay. Hi Navi. So today Navi, where are you going? Ta nè cầm bông tay tơ ná. Hi San. So today San, I'm going to farm. Khiom cầm bông tay tơ cả sĩ than. Farm dựng bàn riêng hơi cứ cả sĩ than. Who is working there? Ta nè ná cầm bông tay thơ ca nâu tì nú. Nâu tì nú cứ nơi ná. Chà, cứ farm dân anh. My father is planting vegetables. Ở bốc đồ bọc nhóm cứ cầm bông tại đám bông lại. Chà, planting là tình yêu bài thác đám. Chà, có cầm bông tại đám bông lại. What season does he like planting vegetables? Cứ xuất thác, ta có chỗ chật đám bông lại nâu rồi đâu nà đài. Chà, dân miên dương miên được đầu phiên được đầu đau chà dương miên chả được đầu đá. Ok chẳng có chơi thà he likes planting vegetables early rainy season. Chẳng quạt cho chất đâm bần lá môn được đầu phiên chà kiện nâng được đầu phiên ở bên môn trái là cứ bên hai phải chi cái là khai đưa cơ mà tất tiết đầu phiên có chạp đâm nằm là ngài. Ok, what happens in the rainy season? Chẳng có xu tiết hạ. Ta vì miền ở vầy cắt lá nó không đau phiền nâng. Chà, hãy mình sẽ bắn cho lại thá. The rainy season makes the vegetables grow. Chà, đau phiền vì thuở ơi bằng lá lụt lọt bằng lọ. Chẳng dương ạch. Ok, chẳng ạch tập bọt bởi dương. Xong tình yêu bởi dương cứ dễ ẩm bí cả đam bình lai nấu rồi đầu phiền chà hát ấy bằng kỵ đam bình lai nấu rồi đầu phiền ta kỵ đam bình lai nấu ban tay rồi đầu phiền mình tế chà ở tây nó không phải tây dương
không bật tê cam bị chia dớ mình tha chăm tờ đầu phliêng tê bần tá mua chùm nuông cột nam tờ đầu phliêng phụ ấy mà chăm xoay tức chân ca nà đầy dương bị phliêng máu dương mạch xoay xoay tức tê mình tha phliêng bị cổ cron hay thuơ ấy bần tá bị lụt lột bàn ổ bần tá bị dương đam tờ đầu xê tờ đầu prang cứ dương ở xoay miên tức tê bần tá dương chăm bạch xoay tức chẳng bằng kê cho chật đam nở đầu phliêng nghe xuống ở xoay cho công lăng chán chăng bộ tòa bình niên khi ông bạn bỏ bài chú nó xoắn tình niệm mùi ni hai nhằm sử dụng thay lộng này bằng bộ ôn dồn cản địch rồi phía rối bộ ấy bỏ bài chú sạc không ai chán chăng xoắn tình niệm bởi dưỡng chùm nội tìm mùi bởi dưỡng cứ chọc tạp bằng nâng cho đó chùm nội tìm bí kênh dây tha listen again and practice with your partner chăng mạnh mạnh lộng này bằng bộ ôn bàn ảnh đồ vật chùm mùi niên khi ông mình át lần này cái ao dương anh đã vượt chỉ muốn nâng đai cút bằng lục nè bằng phôn, trả nhưng lúc thực chất ha, lâu dương mình mạch toàn anh đã vượt cả ba bàn tay bên sinh chim miên pe tầm nế, anh cười chỉ muốn khi chim nai pe pram tự đạm để tí hơi dương anh đã vượt cả san tên em muốn nè, trả chẳng cái ao dương đạm và đong tiết hơi nâng anh đã vượt chỉ muốn nâng đai cút bằng lục nè bằng phôn, chẳng nhưng nâng anh chun lục nè bằng phôn và đong tiết, ok. Please listen carefully. Xong dự sạp này dự trật tục đã tha. Bởi xin chỉ bị nạ ạch chế. Nhưng mà đăng thay lúc này bóng phôn bị nạ ạch chế tê. Bởi tác. Bởi xin chỉ cực tha. Ồ, bị farm. Farm nếu như mà ạch chế tê. Chẳng chi dìm sạp. Ok, nhầm nặng anh chút. 1, 2, 3. Hi Navi. Where are you going? Hi son. I'm going to farm. Who is working there? My father is planting vegetables. What season does he like planting vegetables? He likes planting vegetables early rainy season. What happens in the rainy season? The rainy season makes the vegetables grow. Chà, chẳng nhầm ăn chun hỡi. Chẳng ờ nó trong chúng mình tiếp biết ở dân ăn được chúng mình đang đại cụ vận tải ở lần này dân ở tuần bữa sinh chị ở tuần miền đại cụ tới xong trăm pe rồi chả chăng chúng lại si bao giờ nhưng xong mình chọn trăm vài phần né hay dân đang chỗ đây chúng lại đi chả không thành luận để bóng bóng tuần nào cả là anh ở conversation mùi này chả chúng nói đi cái gì ông pi language focus cả đầu từ lớp phía xa chả chúng nói đi cái cả đầu từ lớp phía xa chẳng cái ơi add ing to the verbs in the box to complete the sentences. Chà, chẳng kìa ôi dương add ing to lơ kệ đi gia sáp nó lơ nó không bỏ ọt đâm bay ôi sentence bởi dương bán bình lệnh. Chà, chẳng đôi cà bì mê riêng môn dân kì dương miền được khỉa đá. Chà, chẳng nhóm ở sẽ xe khẳng lưu tiếng nhóm sẽ xe bịa kệ gia sáp bởi dương nhóm sẽ xe verb ôi you mean be stay go work plant travel and drizzle cha piet tang os ni ku ke ha tha verbs chea kriya sap ôi tại miền sài gòn một phía cứ chỉ kệ gia sản chẳng kệ ôi dương add ing từ lơ verb đi mua này mua chẳng ca nào thì dương add ing dương khai từ chia bị cái staying go từ chia going work từ chia working
plant ទៅជា planting travel ទៅជា traveling ហើយពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺ drizzle ទៅជា drizzling ចា៎អញ្ចឹងការណាដែល add ing ហើយវាធ្វើឲ្យកិរិយាសព្ទរបស់យើងប្រែប្រួលរូបរាងទៅជាបែបនេះចា៎អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា verb ហើយនេះគឺ verb បូក ing អូខេចា៎បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចម្លងចូលសូមចម្លងវានៅក្នុងសៀវភៅសរសេរមកទុកមើលថ្ងៃក្រោយចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះគេហៅថាបូកជាមួយនឹង ing ហៅថាកិរិយាសព្ទគេហៅបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងតែបន្តអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់បានរៀនអំពីវេយ្យាករច្រើនជ្រៀតទេគឺគ្រាន់តែប្រាប់មកត្រួសត្រាសប៉ុន្តែហើយនឹងខ្ញុំក៏អត់បានលើកមកនិយាយដែរអញ្ចឹងគេឲ្យជា example មកឲ្យយើងចា៎ខ្ញុំសូមកត់ example ចូល example គេនិយាយថា she is blank ing to school ចា៎អញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងសិភៅនេះគេបានដាក់ ing ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់មក ing ថែមទៀតនៅជាន់គ្នាទេគាត់ថាយើងយកពាក្យកិរិយាសព្ទដើមរបស់វាមកនេះមាន1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងយើងមានកិរិយាសព្ទទាំង6ហ្នឹងហើយយើងជ្រើសរើសវាមកដាក់នៅក្នុងនេះចាដោយឡែកនៅក្នុងសិភៅរបស់យើងគឺដាក់ពាក្យគេ go she is going to school អញ្ចឹងគេបកប្រែថានាងកំពុងតែទៅសាលាអញ្ចឹងយើងមានពាក្យអីគេយើងដកមកប្រើគឺពាក្យ go អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យ go ហ្នឹងយើងឈប់ប្រើហើយដូចស្អីក្នុងមួយពាក្យយើងប្រើបានតែក្នុងមួយ sentence យើងប្រើបានតែមួយពាក្យទេអញ្ចឹងពាក្យ go យើងបានដកហើយយើងសារប្រមាណពាក្យចាយើងសារ5ពាក្យទៀតអញ្ចឹងវាមាន5 sentence ទៀតដែលយើងត្រូវតែបំពេញចាអញ្ចឹងចំណុច D បើចំណុច D មួយនេះខ្ញុំទុកឲ្យធ្វើជា homework ហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តមកកែចំណុច D នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្យាយាមយកចំណុច D នេះទៅធ្វើចាព្យាយាមយកវាទៅមើលអូខេអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនព្យាយាមធ្វើហើយស្អែកយើងនឹងមកកែជាមួយគ្នាយើងគ្រាន់តែយកកិរិយាសព្ទដើមរបស់វាមកបូកបើវាបូកទៅជាមួយនឹង ing ហើយយើងដាក់ going in នឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងមិនទៅបូក ing ទៀតទេដោយសារក្នុងសិភៅយើងដាក់ ing ហើយស្រាប់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសកិរិយាសព្ទមកដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមរំលឹកថាចំណុច D នេះធ្វើជា homework មុននឹងលោកអ្នកបងប្អូនយកវាទៅធ្វើសូមអានវាសិនអានហើយអានទីថាអត្ថបទសិនថានមួយនេះគេនិយាយអំពីអ្វីអញ្ចឹងបានយើងអាចយកពាក្យទាំង5នេះបានយកទៅដាក់ត្រឹមត្រូវបានប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងថាសិនថាននោះគេចង់និយាយអំពីអីទេខ្ញុំជឿថាវាពិបាកធ្វើដោយ sentence ទី1អញ្ចឹងគេដាក់ the rain is blank ing អញ្ចឹងយើងគួរតែយើងមើលថាពាក្យណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង rain ចាពាក្យអីគេចាហើយ sentence ទី2 my parents are ing vegetables អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង vegetables eat cook ចាយើងមានពាក្យ eat out ពាក្យ cook អត់ទេអញ្ចឹងយើងស្វែងរកមកពាក្យផ្សេងថាមួយណាវាស៊ីជាមួយនឹង sentence របស់យើងចាអញ្ចឹង
Ở con trai lúc này bóng bóng mê riêng bởi dương Unit 2 The Rainy Season xung slash đẹp bằng năng sẵn. Hơi dương nâng bằng to chụp nên là ngày xa ách nâng bằng to ở kè lùm hạt nó trông chùm nói đi nâng tự ngọt nì chả chỉ chân cưới xung ở con trai lúc này bóng bóng này chùm này phê với lý riêng chùm mùi nâng nâng nhóm. Hơi dương nâng chụp nên là ngày xa ách tiệt nâu dương nâng bằng to ngày xa ách tự ngọt nì tiệt chả chân xung ở con trai xung prê bật tiên bộ.